Thông tin nữ ca sĩ thiếu nợ số tiền hàng tỷ đồng khiến nhiều người xôn xao. Gần đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin nữ ca sĩ Ly Kim Cương thiếu nợ công ty số tiền 1.6 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ. Và mới đây, phía công ty đã chính thức lên tiếng về những tin đồn liên quan đến việc nợ nần của Ly Kim Cương. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã nhận thấy có sự lan truyền những thông tin chưa đúng sự thật về sự hợp tác giữa ca sĩ Ly Kim Cương, ca sĩ Trịnh Thăng Bình và BPRO Entertainment. Để tránh ảnh hưởng đến uy tín công ty và tinh thần của các nghệ sĩ thuộc quản lý của BPRO Entertainment, chúng tôi xin phép đưa ra những thông tin chính thức, cụ thể như sau. 1. Vào đầu tháng 2 năm 2023, theo đề nghị từ ca sĩ Ly Kim Cương về việc muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, hai bên đã có trao đổi và đi đến thống nhất sẽ không bắt buộc phía ca sĩ Ly Kim Cương phải bồi thường thiệt hại theo hợp đồng đã ký kết. Thay vào đó, phía ca sĩ Ly Kim Cương chỉ cần hoàn vốn đầu tư lại cho công ty. Chúng tôi có biên bản cuộc họp xác nhận của cả hai bên vào ngày 8 tháng 2 năm 2023. Trắc Kiên. Công ty BPRO cũng đã tạo điều kiện hoàn trả bằng hình thức trừ dần dựa trên doanh thu hàng tháng của ca sĩ Ly Kim Cương trong tương lai. Với tỷ lệ phần trăm thấp hơn về phía công ty, để tránh việc làm ảnh hưởng đến tinh thần và kinh tế của nghệ sĩ sau khi rời công ty, đã có biên bản và phụ lục hợp đồng được sự đồng thuận và ký kết của cả hai bên vào ngày 10 tháng 2 năm 2023. Song song đó, trong thời gian chờ đợi bàn giao công việc cho quản lý mới của ca sĩ Ly Kim Cương, công ty BPRO vẫn cung cấp dịch vụ trợ lý và cơ sở vật chất hạ tầng với chi phí hỗ trợ để tránh làm gián đoạn công việc của nghệ sĩ. Đến cuối năm 2023, sau khi hoàn tất công việc bàn giao cho quản lý mới, phía ca sĩ Ly Kim Cương đã yêu cầu thay đổi tỷ lệ chia sẻ doanh thu thấp hơn so với biên bản đã được ký vào ngày 10 tháng 2 năm 2023. Phía công ty cũng đã cân nhắc và đồng ý theo yêu cầu của ca sĩ Ly Kim Cương, trên tinh thần hỗ trợ và hợp tác nhất. 2. Về hợp tác giữa ca sĩ Trịnh Thăng Bình và công ty BPRO Entertainment. Từ năm 2019, Trịnh Thăng Bình đã thôi giữ chức vụ điều hành, pháp lý tại công ty và chuyển toàn bộ quyền quản trị qua cho các thành viên cổ đông khác. Anh chỉ hoạt động với tư cách nghệ sĩ và nhà sản xuất trực thuộc công ty. Rất mong những thông tin trên đã giúp xóa bỏ những hiểu lầm không đáng có về uy tín và hình ảnh của công ty BPRO Entertainment, ca sĩ Ly Kim Cương và ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Trân trọng, nguyên văn thông báo từ công ty. Ly Kim Cương là một nữ ca sĩ trẻ và tài năng của V-pop. Nữ ca sĩ từng là thành viên của nhóm nhạc LIME nhưng đã tan rã. Ly Kim Cương bắt đầu con đường solo và đầu quân cho công ty của Trịnh Thăng Bình, đồng thời là người yêu cũ của nữ ca sĩ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.